này mình đi ra đây mới thấy thật chứ còn đa số là giả. Chú live stream đi. Ok. Thank you.
Смотри, сколько маленьких сидят там. Не знаю, но она лишь ест. Наверное. Нет, это выкормление. But they do feed on insects, small reptiles, rodents, and even small birds. Hornbills do not walk. They actually hop and jump. That's how Jumboville is showing to us. Greater hornbills live high up in the forest canopy. It is actually considered to be very lucky to actually see one in the wild. What the presenter has in his hand is a piece of banana.
which he will toss it up in the air, and giant will catch it. Now, giant, đến đây rồi bạn. Come on, kid. Một, hai, ba. Lớn nhất, quý khách hãy cùng em đến với châu Mỹ. Cụ thể hơn đó chính là Nam Mỹ. Nam Mỹ được mệnh danh có rất nhiều loài chim lông vũ to lớn, xinh đẹp và vô cùng thông minh. Đến đây, giao lưu với chúng ta về chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn động vật hoang dã, thông qua một cuộc thi được mang tên thi tài tái chế. Thế lệ cuộc thi như sau ạ. Chúng ta sẽ có hai vận động viên và em đang chuẩn bị cho mỗi vận động viên là ba cuộn giấy nguyên liệu như thế này. Nhiệm vụ của từng vận động viên là sẽ gấp từng cuộn giấy nguyên liệu này bỏ vào bên trong chiếc thùng để phục vụ cho việc tái chế. Và đương nhiên ai hoàn thành trước tiên sẽ là người chiến thắng. Và xin mời tất cả quý khách hãy tập trung ánh mắt về sân khấu cho đón vận động viên đầu tiên, bạn Phép Mà Thò Sát Bàn Rail. Hãy cùng chào đón tạm biệt mà khỏi đó các sân Jerry. Kính thưa quý khách, đây chỉ là hai là trong số rất nhiều loài đẹp to lớn trên thế giới được tìm thấy tại Nam Mỹ. Xuất hiện cùng với các huấn luyện viên của mình bên tay trái em đây, huấn luyện viên Bất Thường cùng với Jerry và huấn luyện viên Nhân Tâm cùng với Rio. Trong bất kỳ một cuộc thi đấu nào, chúng ta cũng đều cần phải có cổ động viên cơ, đúng không ạ? Vì vậy, em xin phép được mời tất cả quý khách ở đây, chúng ta hãy làm cổ động viên dành cho hai bạn ấy nha. Và để không có thêm phần hấp dẫn và sôi động hơn nữa, em xin phép được chia thắng đài ra làm hai đội ạ. Em sẽ chia như thế này nha. Những quý khách ngồi ở giữa thắng đài số 2 đi ạ. Trở về thắng đài đầu tiên, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Jerry. Và những vị khách ngồi ở giữa khán đài số 2 còn lại, trở về khán đài cuối cùng, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Rio. Và nhiệm vụ của cổ động viên là hãy vỗ tay và gọi thật to tên vận động viên của nhà mình quý khách nha. Các bạn đây chúng ta được thử thách với đội Jerry trước ạ. Chúng ta hãy vỗ tay và gọi thật to là Jerry. Đó. Để biết sự việc thế nào,
em sẽ hỏi bạn chị thì gì không nha. Em sẽ hỏi bạn ấy ạ. Thế rồi bạn có sao nặng không nào? Thank you.
bày đến từ châu Phi và châu Á. Di chuyển đầu tiên, tôi nói là các bạn còn mỏi quá. Và tiếp theo sau là các bạn còn mỏi kia. Các cái mỏi rất là giống với một cái kia. Hai người bạn này được phân bố chủ yếu tại châu Phi. Và đang di chuyển cao lớn cuối cùng, đang dang rộng đôi cánh của mình. Đã chính là các bạn dang sen. Hai người được gọi là cò đảo Ấn Độ, được tìm thấy tại Việt Nam. Với các bạn bắt gặp rất nhiều các thể dang sen hơn nữa. Coming from the jungle, here comes our free flying horses, showing off their fine skills in vibrant colors. Vừa rồi là sự quay trở lại của những người bạn Việt Nam thời đang Mỹ ra. Đó, các bạn ấy sẽ trở lại vị trí gần hơn với sân khấu để chúng ta có thể nhóm các bạn ạ. Nào, Rocky, chở về vị trí của mình đi đâu? Không đi, Rocky. Vâng, anh bạn ở bên trên chàng trai cao kia, bên tay trái của em ạ. Còn ấy là một người bạn Việt Nam thời xanh vàng, có tên gọi là Rocky. Đó, người bạn này đang quay trở lại sân khấu đi ạ. Bạn ấy ở bên trên cành cây đó kia đó. Đấy chính là Cindy. Và em sẽ thử gọi bạn quay lại ạ. Nào Cindy, các em Cindy trở về đây cho nào. Đúng rồi. Bạn ấy cần một chút để chuẩn bị tinh thần quay trở lại. Và các bạn này sẽ thể hiện kỹ năng tất quả hàng vô cùng diệu lệ của mình ra. Chúc mừng Cindy. And finally, for love, peace, and harmony, here comes our king pigeons. Kính thưa quý khách, phần phân kết của chương trình sẽ đến với chúng ta từ châu Úc. Xin mời tất cả quý khách hãy tập trung ánh mắt về bên tay phải của mình, chào đón những cái bàn tay biểu tượng của tình yêu và hòa bình. Những cái bàn cô cầu vua. Chương trình đã khép lại, nhưng mà quý khách đừng vội di chuyển.